chiếc đài Sharp GF919 đó. Con này thì xuất xứ là hàng siêu thị Nhật về nha, nhưng mà nó cũng đã không còn được đẹp lắm ha, nó vẫn tàn phai theo năm tháng. Đây tem của siêu thị Nhật nha. Rồi về căn bản mặt trước thì ở đây thì căng lưới đầy đủ nha. Về cái bộ mặt trước, mặt tiền ở trước á, thì nó không có còn đẹp xuất sắc nha. Đó, nói chung là ngoại hình nó còn rất là khá mà không có được xuất sắc. Những cái phím nút này thì nó có bị đốm nha, bị đốm mũi tiêu. Và một cái vu ở đây á, thì cái vu này á, là nó bị có nghĩa như cây kim của nó về không có hết ha, nhưng mà nó nhảy nó cũng không có đều như cây kim bên này. Nhưng mà đây là do cái vu nha, chứ không phải là do ở trong trong máy nha, không phải là do mạch ha. Đó rồi về cái phần bàn phím bên này thì bàn phím cơ cũng còn khá là đẹp ha, nó không có đến nỗi là xấu ha. Cơ thì ra vô rất là êm, và cơ con này thì từ zin, bánh ép thì đã thay mới rồi, bên này cũng vậy nha. Đó, về bộ cơ thì đã dọn thay dây cu ro, thay tất cả các ron, cho nên là hoạt động phần cơ rất là chuẩn ha, tu tới tu lùi mạnh mẽ nha. Đây thì bên hông này cũng vậy ha, máy thì cũng có xước, trầy xước nha. Nói chung là con này thì chưa có spare gì hết ha, hàng về chỉ là vệ sinh thôi. Đó. Rồi về cái phần e-can thì e-can là e-can zin, và bộ loa con này thì không còn được đẹp nha. Một cái loa mic bên này thì nó có bị rách rồi, nó có bị rách ha. Đó. Và cái loa bass thì zin nha, cái loa bass thì loa zin của nó nè. Những cái này thì cái nón này cũng không có làm bóng ha, nón zin của nó nè. Đó. Rồi cái loa bên này là cũng vậy nha, cái loa bass thì zin rất là đẹp ha. Đó, và còn cái loa mic bên này thì nó cũng có bị cón ha. Đó, nó cón nè. Nói chung là cái dàn loa này thì cái đôi mic á, thì coi như là cái đôi mic á, thì nó xấu nha. Đó, nhưng mà cái cặp cũ bass thì nó còn ok, còn ok hết zin ha, màn đồ còn đẹp ha. Những dòng này nó về thì nó hay màn nó hay bạc màu, ngã sang vàng. Đó, rồi mọi thứ nó như thế. Và con này thì hiện tại là để dọn chạy full chức năng ha, gồm có chức năng là cassette ha, radio và line in. Và con này thì nó bị mất nắp pin nha. Đó, thì nói chung là con này về thì ngoại hình nó thì cũng còn đẹp thôi, chứ không có được đẹp lắm. Nó cũng có vài cái lỗi về ngoại hình, cho nên là giá thành thì nó cũng rẻ đi rất là nhiều, bán thanh lý luôn nha anh em ha. Rồi ở đây nó có bị cấn ha, cái này là do bên khâu vận chuyển thôi. Đó, anten là anten zin nha. Đó, anten zin. Đó, anten zin. Này mất nắp pin, và cái vỏ sau thì còn vẫn là màu xám xanh, chứ không có bị bạc màu. Đây là tem của siêu thị. Rồi quay lại mặt trước ở đây thì nó bị mất một nút nhỏ ở đây. Thì cái nút này nó giống như những dòng nút của 909 hoặc là Sharp 307, thì anh em có thể về ở vô tùy nha. Đó thì tổng thể máy nó là như vậy nha. Về cái vĩ mạch bên trong máy á, thì con này vĩ mạch là zin hoàn toàn nha, và vĩ mạch còn rất là mới, chưa sửa chữa gì. Đó, tại vì em có mở ra em vệ sinh em kiểm tra. Đó, thì nói chung là con này tổng thể nó thì cặp loa bass zin nè, hai cái loa mic thì nó xấu ha, nó xấu thì coi như là bán thanh lý rồi. Đó, cặp loa mic này nó xấu, rồi nó mất một nút ở đây. Rồi cái đồng hồ vu thì một cây kim bên này thì nó về không hết nha, nó về không hết. Đó, và bị móc nắp pin đằng sau. Rồi ok, con này em thanh lý với cái giá là 6.800.000 nha, 6.800.000. Đó, hoạt động tốt, cassette radio và line in. Về phần cassette thì tua tới tua lùi rất là mạnh nha. Anh em lưu ý những dòng sáp thì bên em dọn rất là kỹ ha. Dây cu ro và tất cả những cái ron tua và ron lay đều là thay để cho nó hoạt động ổn định và hết băng tự stop nha. Đó. Rồi 6.800.000 ha. Anh em lấy thì có thể liên hệ em qua số điện thoại nha, hoặc là nhắn tin tùy ha. Đó, 6.800.000. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc nè. Bây giờ mình test phần cassette trước đây. Cái băng nó đang ở đây thì mình test ở đây luôn, tại vì cũng băng em đang chạy ha.
chạy từ chiều tới bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi. Lay nè. Rồi, anh em thấy không? Hai cây kim nó vẫn đánh nha. Nhưng mà cây kim này có nghĩa là nếu như mà anh em có nghề thì anh em mở ra làm lại ha. Còn ở đây thì em thì không có sửa mấy cái này. Đó, nó về như sao nó y vậy. Kim này cũng chưa từng mở ra nha. Nhưng mà cái này là do lâu ngày thôi, cây kim này kiểu như nó bị bung ra hay sao đó. Đó, mình thấy cái kiểu như nó đánh không có được trơn tru cho lắm đó. Mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vòng trăng xe bóng chia đôi áo đang chưa rồi. Lỡ mưa đang về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến đêm từng cơn gió rét run vai người. Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu tặng. Nói chung thì tai thường thì mình cũng khó là nhận ra. Em mở ra cho anh em nghe luôn. Như chim chiều về có đôi. Để mưa gió về lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách cũng đã mộng đẹp vào chiều. Nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất. Rồi, như vậy là phần cắt xét thì anh em cũng có thể đánh giá được nha. Tiếng nó rất là chuẩn ha. Tiếng nó rất chuẩn. Rồi, bây giờ sẽ chuyển qua phần radio. Radio thì con này là bắt sóng rất là tốt ha. Chuyển lên nè. Con này thì nó có một cái chế độ rất là hay. Bây giờ mình để cái phần FM. À, mình gạt cái này lên để mở nguồn ha. Đấy. Thì bản thân của họ yêu cái bản thân của họ nhiều hơn thì họ sẽ đủ tự tin là khi mà là đi ra bên ngoài. Thì chính vì con gái của mình yêu đó là vợ tôi, chính là người phụ nữ mà hiểu cái giá trị bản thân của mình nhất, luôn luôn khiến tôi cảm thấy rằng là cần phải trân trọng gìn giữ. Rất nhiều người cho rằng giá trị cái phần AM thì cái sóng nó nằm bên trong cái máy, cho nên là khi em xoay cái máy đúng cái hướng của nó thì nó bắt sóng rất là tốt ha. Kim nó nhảy rất là mạnh đó. Thì cây kim này là chuẩn ha. Còn cây kim này thì bị lỗi nha. Nó bị lỗi kim chứ không phải là bị mạch nha. Ta khi mà ra đời, bản thân chúng ta đã có một cái giá trị rồi. Và chúng ta phải giữ giá trị đó. Và chúng ta nuôi cái giá trị đó bằng gì? Bằng kiến thức, bằng cái gọi là bằng lòng nhân ái, bằng tích cực. Rồi FM nè.
Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe cái khúc vui đến là tiếng hát là điểm 99,43% số phiếu bầu, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin. Như đây là một thử thách mà mình cần phải đối mặt, phải vượt qua nếu như muốn giữ mối quan hệ hiện tại. Bên cạnh đó thì tôi còn có đôi điều muốn chia sẻ với nhau ta thế này. Trong cuộc đời của mỗi người, mỗi đôi cù hồ đem chí trai giữ vững chủ quyền tổ quốc Việt Nam ta. Nhiều cặp vợ chồng Putin cảnh báo về quan hệ với phương Tây và nguy cơ. Rồi, như vậy là phần FM AM bắt sóng tốt ha. Bây giờ cũng khuya rồi, gần 11 giờ rồi, nên là sóng nó cũng không có được nhiều nữa. Rồi, như vậy là cái con 909 này thì 919 này thì em đã test xong và em bán coi như là bán cái giá gần như là thanh lý hoàn toàn ha, 6.800.000 nha. Bây giờ anh em bỏ ra cái số tiền đó thì không nhập được một con đài 919 mà hàng bãi về đâu nha. Giá nó rất là cao. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video nha.